bên này là nhà của bố vợ nhé. Nhà đây này, nhà của bố vợ này. Nhà bình thường thôi. Các bạn xem đây này. Đây là con trai thứ nhất của tôi. Có giống như bố con ấy. Đây là con trai thứ nhất. Dễ thương quá. Con trai có giống bố không đấy? Các bạn xem đi. Xe đây này. Bây giờ đang chuẩn bị về nhà. Chuẩn bị cắt thứ này này. Quả. Cái quả này vừa nãy vừa hái này. Hái quả mang về cho con này. Chuẩn bị đang về nhà. Chuẩn bị đồ đang về nhà nhé. Chuẩn bị đang về nhà. Bây giờ đang về nhà nha các bạn ơi. Đang về nhà bố vợ. Về sang với nhà làm thơ miến. Bây giờ mới bắt đầu làm. Bắt đầu đi. Bắt đầu về nhà. Bố mẹ và Tuyển làm thơ miến và vợ con đi về nhà. Bây giờ đang về này. Đang nộ xe này. Xe đang nộ này. Đang chuẩn bị về nhà nha các bạn ơi. Bây giờ xe đã nổ rồi, đang chuẩn bị về nhà, sang làm thêm mến. Đang về nhà nhé, chào các bạn, gặp lại video khác.